Rồi chào các bạn, chào anh Tom. Chào anh Tom. Giờ mấy anh em, dạ chào anh Khanh. Chào hello. Mấy anh em bây giờ đi ra biển để câu cá nha các bạn. Mới ăn cơm xong. Năm cá đuối thôi nha. Mình đây mình đi ra biển câu cá. Đây là mơ ước của lúa từ bao nhiêu năm nay rồi đó. Bữa nay trở thành hiện thực là nhờ anh Tâm dắt lúa đi. Rồi anh em mình xuất phát nha. Vô xong ơi. Chưa còn. Rồi luôn anh ơi, đừng chụp kia. Rồi. Anh ta đứng luôn anh ơi. Thuốc là mua như vậy không hả các bạn? Đây 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 con cây này nè anh. Dạ. Được rồi. Lớn mà. Bằng tiếng đi câu cá bằng đêm các bạn ơi. Câu cá đêm nha các bạn, có cá đêm ở biển. Rồi mày đi câu cá đem xuống theo chi ông? Có lấy chuột chứ ạ. Có đi đâu. Chào mấy anh cho lưng coi. Chào mấy anh trong lưng coi. Ôi chào các bạn, chào mấy anh nha. Câu cá bao nhiêu nè? Đồng ba với con ba đồng. Thấy anh Tàu. Mấy cá này nó gầu nữa. Gầu nữa. Bữa nay anh Tú với ba đã xong ra tới bãi biển rồi. Cái cầu này rất là gầu nữa vậy ta. Bắt cái cầu anh. Không mạnh, không mạnh, cái không mạnh. Ở đây nó như cũng định chú cội gì đó đâu. Chú cội trên kia, trên chỗ em nữa. Tên gì anh? Nó trong này hả, rái nè, trồn nè. Đủ thứ rồi con luôn. Đặc biệt dạ đồn á, đồn dữ. Đặc biệt là con rái á. Bài cá rồi, bài cá. Bài cá. Vậy là mua cái này. Vậy là mình đi săn điên. Săn điên vô đó là đi săn rồi. Ừ. Đoàn khách đang đi tới được cái chỗ nơi nào ổ gà. Ừ. Đang đi qua ổ gà. Đang đi qua một cái ổ gà có những cái dừa nước. Ở đây là những cái con. Cái này là em không biết gì để giới thiệu luôn rồi. Cái đó là cái gì nắng kìa. Hai cống khấu chà bá nữa luôn. Đấy có anh nhậu ở mặn như này nè. Đây là công ty với du lịch hai lúa miền Tây Tourist. Tỏi thôi, Tourist à. Góp không? Góp không?
Tôi lít ra là tính luôn. Tới đó đâu đó đó quẹo phải anh ơi. Quẹo phải khoảng cây số là tới. Ngừng đó rồi anh về. Hôm nay đúng là ngày mình trải nghiệm luôn nè. Cái ban quản lý nhà máy nhiệt điện đấy. Nãy giờ máy bắt cá thì nướng quất luôn. Đã thiệt. Sáng mình đi là 3 giờ khuya, 2 giờ khuya. Thành phố nó xuống xe bự luôn mà, xuống đây tham quan nó xuống xe bự mà. Ok. Rồi tới các bạn ơi. Rồi xuống xe. Ây dạ. Tới các bạn ơi. Bữa nay nhóm lúa sẽ ra biển nha các bạn. Là đây xin cầm nước cho anh. Rồi làm ra sao không để anh được nước. Đây là đầu nghề đây các bạn. Rồi chào anh. Rồi. Rồi. Hai người mới được, cứ một mình được. Đi. Đâu ơi. Rồi, xuất phát nha các bạn. Quá trời đồ nghề rồi. Rồi, nghe nha. Rồi, chào anh. Dạ. Đây là bến phà kênh 6, xã Dân Thành. À, tiến thẳng ra bờ biển. Này là cửa biển. Chuẩn bị đồ rồi các bạn. Đi xong. Đâm mình rồi. Cái gì vậy? Câu cái gì đâm mình rồi. Quay ra ngoài trời. Ừ. Quay rồi đó chứ. Ra biển nha. Trời ơi, bắt đầu ra biển các bạn ơi. Chuẩn bị ra khơi nha. Cái này chạy xúc quần luôn các bạn ơi. Chạy không kịp mặc quần luôn. Tôi muốn gì đó là cho nó hoành tráng chút. 15 người đi hết đâu. Hết đâu. Hết đâu. Dương sức. Đợi mũi anh Tu. Dương sức. Dẫn công đợi mũi anh Tu. Gì vậy sao? Dương sức. Hai người á. Đi hết luôn anh. Ơi. Nhỏ đợi mũi ra, đợi mũi ra đừng kéo vô. Phà mọi người đang lên phà này các bạn. Câu ai nghĩ chứ có 4 cái câu 7 câu
dưới đáy rưỡi không các bạn? Đúng rồi. Rồi bắt đầu mấy anh em thả câu nha các bạn. Khoan, Tú cầm vậy đi em móc mồi nha. Rồi móc mồi vô tí. Đừng xả cho anh Tú, quay lên chút. Quay lên. Quạt được lên. Miếng nữa. Miếng nữa. Miếng nữa. Miếng nữa. Rồi. Xin liền. Đây, ra mồi. Con kia mới ăn được, con cưng kia mới ăn được. Con này ăn. Ủa sao bỏ kìa? Không có để đâu, có để móc tiếp chứ. Sọt vô. Cái giả dữ vậy. Đây là mồi nha các bạn. Mình cũng biết sao móc luôn. Con gì nhìn kinh dị vậy anh Tâm? Đây đâu đâu. Cái lưỡi là bên đây nè, bên đây kéo máy mày luôn. Hử? Lưỡi đó. À. Tao câu cá ăn cá nào ăn dính giấy chịu ghê. Không ăn đói á. Mà không ăn đói giấy chịu ghê. Tôi đi thích đi sổ hoài. Trời ơi nhớt hơi ghê hồn ha. Đi ruột gà. Đây câu nước kém. Này câu có lấy trong chuyên nghiệp thôi anh. Thôi mình đổi địa điểm ăn không có mình đổi địa điểm. Có. Rồi. Rồi tôi biết quan không? Biết quan không? Không biết đây tôi quan chắc. Có không cần xa. Đây. Không thả xuống là được. Là sao được. Cái đó đi. Mình đưa đi. Phan. Cho anh quan thử cái đi. Tôi quay cho quay cái. Sao kia. Rồi. Sao rồi. Em quăng cái cho anh ấy nha. Mập nghe không? Để ra các bạn. Bình thường cái chỗ. Để cái chân. Mày. Dính đá gì ở đây giữa lòng lạch dính đá vậy. Nước giờ chảy đâu anh? Để ra phải không? Ủa không có phao hả? Đúng rồi phao này câu sâu mà. Nước phao còn nó cám vô câu cá dứa đi. Kéo tới cần này. Câu cá dứa phải câu phao. Có gì muốn nói với các bạn không anh Toàn? Hả? Có gì muốn nói với anh Toàn các bạn không? Quá vui. Quá. Dạ. Quá công phu. Rồi lấy bia ra các bạn. Trời ơi trời, cục chi nè, cục chi nấy nó bự. Ông Tú ông câu lấy cái tay để nó vậy nè, ăn nó giật nha, nó biết nha. Đây này các bạn. Tay để lên. Tay cầm nó gậy liền à, nó gậy tay mình luôn à. Mình làm khương tứ nha. Đây là cái con sam ha anh. Con này là con trùng biển. Ý là con sên. Sên biển. Sên lá. Màu này các bạn. Sao? Cá lại ăn câu đi nghe, để cho mà anh Tâm mắc mày chết luôn á. Anh Tâm nở mặt ra mày lên coi. Lôi cái gì thắng băng trời. Lôi nó giật cái câu anh lại. Đó là cá dứa đó, câu cá dứa đó. Có phao à? Dứa có phao. Bán cá dứa 5kg được anh ơi, nhỏ nhỏ thôi. Có dứa mà đã hả? Thôi 15kg đi. Rồi anh hạ cần câu xuống em móc một hồi vô. Mấy cần? 7 cần hả? Rồi. Rồi quá đẹp các bạn ơi. Trời chá không biết được. Hai câu chích trước, thử luôn đi. Câu xuống cái gì kiểu quý vậy? Mỗi lần nào câu bỏ 50.000 hai câu dính cá chết thì khốn. Đúng hết. Làm lại dòng ngay vậy đó. Rồi, dướng ấy rồi, dướng lưới rồi. Dướng lưới rồi. Dướng lưới rồi. Phải quăng qua đây được quá. Dính lưới rồi. Lưới là dân đó. Lưới ấy đó, lưới là gào đó. Tên. Có dây luôn. Lưới gạo hả? Ừ. Xa chứ hả? Nửa xong mà. Nửa xong. Lên đó. Thiệt thịt. Lưới là nào là cái nào lưới nào? Lưới là cái lưới B40 đó mình để ra giữa xong mình luôn. Đó, vô rồi. Hay quá. Hên quá. Ta dùng nó ngoài đi. Trời ơi trời, thằng nào nó câu một cái câu này nó ấy tới trái. Nó bẹo qua bên. Phải làm mẹ không được. Hợp xuống nhau. Đây, né ra các bạn. Cần. Ơi, dính. Dính anh. Dính cái lưng hả? Dính rồi. Dính cá xong rồi, dính cá xong rồi. Rồi. Hàng để cam cánh này dính rồi, ok. Rồi lóc cây được không? Rồi đem lóc cây. Đây nghe, Tú coi này, coi mò bắt cá to nè. Đây, cái này.
cái này nữa. Ai sẽ là người đầu giải đầu tiên? Cây đó ấy đi rồi. Ai là người được giải đầu tiên nha. Phao đâu không thấy nổi chứ anh. Không có phao này đâu có nổi được. Về mà dưới lửng lửng á. À. Cầm cái câu chắc người ta lâu cái văng câu xong cái câu máng vô cái sàm tức. Làm cá lo anh Tú đi luôn ta. Máng cái câu đi không? Nó thiệt chứ không phải nó chơi. Đâu bạn câu kia rồi. Bay xuống liền chứ. Ngư. Đụng chăng nó kéo cái gì đó. Không mà nè. Nó kéo đó, nó kéo thả đó. Nó kéo mạnh đâu, không phải đâu. Nước á. Nước kéo mạnh dữ giờ chạy á. Anh nó giật dữ lắm. Ăn hay gì á Toàn ơi. Phải đâu, nó giật. Có. Sao anh thấy kiểu nghiệp. Ăn á chứ. Không phải ăn. Nước trả. Nghiệp là nghiệp. Trả gì trả vậy cưng. Chì mà chì nặng mà trả vậy mày. Mổ rồi nó mổ bập bập kì kì á. Nó mau dữ vậy. Giảm lắm mà. Đó, thử ai mở lên thử ai coi thử. Giật cho nó cái coi. Mày hả bự? Chính thế rồi. Chờ cái râu dài bạc hết nó nha nó dính. Mang có hai đem đèn thấy không? Còn. Ngay chân nhà máy luôn các bạn. Ừ anh không anh để không đem đèn theo. Có chân chú vậy. Lên đứng lên. Đứng lên. Mày chạy bự. Mày chạy đi đâu? Mày đi đâu? Mày đi đâu? Vừa kéo lúa giờ con có giờ con. Dính đầu dính. Trời ơi, dính rồi ba. Dính rồi, dính rồi, tao dính rồi. Dính nguyên cục đá. Có ăn không mà giật? Có ăn. Quay lại đi. Ngồi rồi, chữa lại. Rồi, dính rồi. Dính ra thì lại cắn luôn anh. Thả lại đi. Băng dính cái này nó kìa. Nhập quá. Nó gần đâu chứ bà hơn đâu băng dính nó bà nó có về nữa nha. Không có về nữa nha. Không có về đâu nữa cho nha. Rồi, mình quật đây quăng đi. Rồi để anh móc cái mồi này cho xong. Để dùng lâu ra. Kì ra kẻ này nè, không ra. Đem đi đi đi. Cái mồi này nè. Tôi buông nó ra. Không nó thả ấy đúng. Giờ mây gan trâu rồi kìa. Quên kìa. Ủa cái cuồng dây đâu? Gọi liền. Bỏ đây là nó không có bị vú hết hết lưới rồi nè. Trời ơi, nói nhẹ mà nó bắt được bờ cái cái ngủ chút cần bao có một mũi câu giống con gì? Rạn
thường mình câu á. Ngưu mà dương. Còn hãng này làm gì mà đèn quá. Để biết làm gì đó tối cả. Máy lọc điện. Điện à? Không. Chay chay họ dính từ lưa chứ gứa thứ nào nó có câu đâu biết. Cầm xuống coi nè. Ủa Khải bỏ đâu rồi? Vậy nghiêng nghiêng gì vừa thôi. Vừa thôi làm gì vậy? Dùng cũng vậy. Cá ơi ăn câu đi cá ơi. Câu ăn này này bộ có cá nghe. Ăn câu đi cá ơi. Còn hai thằng nữa hả? Này nhóc dưới đây nó nghe là quất liền chứ con. Chuẩn bị bắt cá nghe. Lấy lưới lên. Anh Thái ơi, bữa nay tụi em ra biển câu cá nè anh Thái ơi. Lên bắt cá thì 5kg. Rồi, đưa câu đây. Ủa cái ổ máy này đâu ta? Nãy còn cái ổ đây. Anh nào dời cái này lên trên đó để trên đó nhậu đi. Thôi ra đi. Giang vớt được Giang. Lên luôn rồi. Đó luôn cho nó trôi đi. Khá xuống đó. Không biết cho hết đi cho nhẹ ghe rồi coi ghe sao thấm. Dạ. Cho ba xong. Còn lâu nào không? Ờ, vô anh ơi, vô anh ơi. Đây nè. Ken nó lấy ken. Ken. Hả? Không cầm. Thằng rảnh này chứ. Có lý rồi. Cũng hết cà cái cây vậy không? Nè, nó dưới đá trong này nè. Chi cá chứ. Em. Bữa nay chụp cho tới ngoài bãi biển rồi các bạn. Cái gì? Sợ kêu ông chở đi. Sao? Ông đó, ông có đó không? Kêu ông chở đi. Lấy cái tóm lá. Chơi chơi. Nó nói rồi. Chứ ăn người chừng 5 ngàn thôi nha, ăn nhiều quá là tiền trả đó. Ôi người 5 ngàn dễ, 5 ngàn đô. Trời ơi, sao 5 ngàn đâu khổ. Mấy bà tính 5 ngàn đô, mấy bà khuất thế. Để đừng gác uống. 5 ngàn đô khổ, đủ nành, đứa ta ngồi, ta ăn chơi. Ta ngắt ngắt rồi chơi. Dạ, dạ nó có gì đó. Dạ, nó không có giết được. Thấy thằng gán lần không dám, không dám trông bước đi xong có không ra tối lại đi mà tao ngoài lời không vô cũng đi ở chờ tỉnh của bài ăn ta không dám uống là cả không ăn buồn quá mình uống luôn. Anh nha. Dạ. Vào đi.
anh ơi. Đừng câu kìa, có chuyện đừng câu đạp gãy kìa. Đạp gãy câu chứ đó. Ây da, ây da. Miền xanh quê tôi. Đúng rồi, im rồi ta. Đừng lắc đó. Đó, đó, đó. Dứt, dứt, dứt rồi. Ô ơi. Quay vô. Quay nào. Dính nào. Nặng lắm rồi. Dính rồi. Dính rồi. Có giờ không? Linh thả tay ra. Sao nặng dữ vậy? Nặng vậy? Trời Phật ơi trời, cái gì trời? Bữa nay hưu dính cái bọc. Giật quá trời nữa. Bọc có dướng đó. Cái bọc mới xài thì bỏ tức luôn. Cô nghe đi chú, móc tay à. Còn mồi không? Còn em đi lại càng dưới rồi, sống dưới rồi. Thả cái này luôn, thả xuống cái này luôn. Thả chết ngoài chứ. Không quăng nó cho nên nó cứ tài vào luôn. Dính mẹt. Này đi qua Phú Quốc câu mực con đêm vui. Ờ, có mực con đêm, có mực có mực đâu. Có mấy con đó. Liền con đã đem lên một. Dính thằng Hải quay lên. Ăn không? Tâm. Ừ. Nó đó. Ừ. Tâm ơi. Tâm. Hả? Nhà ngoài hút nào vậy? À, chỗ à. Sáng đi vuông tôm á Tâm. Đổ sáng vô công dậy ruộng đó. Dạ em ở hả? Ừ. Còn sáng á. Còn sáng đúng hả? Ừ. Ờ, đâu có phà. Đó. Giữ có qua phà mà. Hướng hay ở ngoài này câu mà có bà kinh tắc là xưa mình đi đi xong mình lạ cá bắt cua nước cạn tắc nước này chảy ghê trời. Ờ, mấy ông cá dứa lạc con câu cá ta bậy bạ chứ sông sông lớn sông nhiều có đông cá dứa hả cá ta là lớn súc trăng bến tre cam lao gì lắm con ơi xong nữa cứ nghĩa con cá này ăn mình không giật nó nuốt không đủ giấy tờ mà đi dính gốc rồi đeo cần lên ví dụ gì nữa má ôi ôi gịch đó gịch kê quay gì nè quay vậy cũng mấy mấy luôn đứt chì xong rồi đại dương ơi xong rồi đại dương ơi đại dương cái tôi đi tình trai vậy
bến lụm nó rồi cả. Bên dính nước màu đá rồi, đủ dính rồi. Cầm cái chân cái thác chỗ này đi. Đó cái tay cầm. Rồi luôn. Trời ơi sao nè. Đó đứt lưỡi luôn hả? Đây cái gì gần đứt lưỡi luôn hả? Mẹ nó ba lưỡi rồi còn nữa. Rồi đó cần nữa cả. Đó, cần túng nữa. Rút lui bên các bạn ơi. Nó có ngồi giật hay quá cái nó câu với anh giật. Mình chạy ngay sang chỗ bến đò nè. Không, ngay chỗ cái gần cái bến hạ của cái đầu tháng đầu dôi á, đầu dôi mà hồi tẻ về ngay nhà mình luôn á. Hiểu không? Ờ. Đi vô ngay chỗ đầu dôi sáng anh. Xong cái sáng đổ ra đó. Uống. Uống được rồi. Chú uống cho thú hay tao? Rồi lấy cái kỹ nó hoài. Cá bụng thú quá. Ừ. Vô ngay đầu dôi đó đi. Giờ mấy anh em đưa chuẩn bị đi về nha các bạn. Dính lắm, dính rồi. Sang. Xin lấy câu đó thầy ca. Bài vô cái lúa. Bài vô uống cái dụng cái răng này. Trời ơi, nói nhát quay. Nhớ, nhớ không. Cái đó vừa quán quả vừa tin. Mày nói con quay cho bay. Mất cái neo luôn các bạn. Chạy mất luôn cái neo đó các bạn ơi. Nó chưa mới vừa ra câu một chút cái neo nó bị dướng không kéo được rồi cắt bỏ dây neo luôn rồi thôi về luôn các bạn ơi. Trời chỉ mưa tới. Chào các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui.